Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Chiến Tài Mobile. Trên tay mình đây đang là một sản phẩm cực kỳ thú vị. Nếu như cách đây tầm 5 đến 6 năm thì sản phẩm này có lẽ chỉ sẽ xuất hiện trong những bộ phim trinh thám của Hollywood thôi. Đây là một chiếc mắt kính thông minh đến từ nhà Xiaomi. Nó sẽ thích hợp các tính năng của một chiếc tai nghe Bluetooth, tức là nó sẽ có loa, có mic và sẽ thích hợp được một số tiện ích như một chiếc tai nghe wireless. Chiếc mắt kính này đang được Chiến Tài Mobile bán với mức giá là 2,2 triệu nhé. Phần link mua hàng mình sẽ để trong phần mô tả để anh em có thể tham khảo thêm. Bây giờ thì vô thôi. Đầu tiên về phần vỏ hộp thì anh em cũng nhìn thấy nó được thiết kế khá là đẹp và sang trọng ha. Ok, bây giờ mình sẽ vui ra để coi bên trong có những gì nha. Ok, và khi vừa ra thì anh em sẽ có một túi da và chắc chắn là trong đây nó sẽ đựng nhân vật chính của chúng ta, đó là chiếc kính mắt kính thông minh của Xiaomi. Và sẽ để nó qua một bên xem còn những gì nữa nha. Đây là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng, vì đây là bản nội địa nên em sẽ thấy nó sẽ toàn là tiếng Trung thôi nha. Tiếp theo sẽ là một chiếc khăn lau kính, một cọng dây sạc. Cọng dây sạc này có thiết kế khá đặc biệt nên anh em nhớ giữ nó cẩn thận nha. Để sạc sản phẩm thì anh em để hai cái phần đầu hít này vào đây, còn lại anh em chỉ cần cắm vào một dây sạc USB Type-C là được. Tên nhà sản xuất công bố thì em mắc kính này sạc trong vòng 2 giờ là đầy. Khi sạc đầy thì anh em có thể nghe nhạc liên tục lên đến 10 giờ, đàm thoại 7 giờ, thời gian chờ là 11 ngày. Nói chung là nếu như sử dụng với mức bình thường anh em đeo cả ngày thay cho một chiếc kính thông thường thì khoảng chừng 2 ngày là anh em sạc một lần là hợp lý ha. Đầu tiên nhận xét về thiết kế thì khi cầm lên tay em nó sẽ có một cảm giác khá là sang trọng, thiết kế thì cũng khá là thời trang và trẻ trung nha. Chỉ có phần gọng kính thì nó sẽ to hơn so một chút xíu so với những gọng kính thông thường. Cũng dễ hiểu thôi, vì trong đây nó sẽ chứa loa, mic, pin và bo mạch các thứ mà. Cảm giác khi đeo thì em nó cũng sẽ không khác mấy so với những chiếc mắt kính thông thường. Trọng lượng thì cũng chỉ có 39.7 gram, nên cũng rất nhẹ nhàng khi đeo ha. Sau đây mình sẽ kết nối với điện thoại để sử dụng cho anh em xem nha. Mình để kết nối thiết bị thì anh em chỉ cần mở mắt kính ra và vào phần Bluetooth trên điện thoại của mình, nó sẽ hiện ra là Media Glass Line nha. Mình chỉ cần bấm vào. Về vị trí loa bố trí hai cái tai loa trên hai bên gọng kính, khi mình đeo vào thì nó sẽ trực tiếp ở trong cái tai mình luôn, mình anh nghe rất là ok. Về âm lượng thì nếu như ở trong phòng thì anh em phòng kính thì anh em có thể nghe từ 50-60% là vừa, còn khi ra đường thì anh em có thể tăng lên 100%. Nghe cũng rất là ấy, nhưng mà mình lưu ý là anh em chỉ đeo con này khi là mình đi bộ hoặc là chạy bộ thôi nha, mình chỉ nghe nhạc podcast rồi vậy thôi. Trước khi đi xe thì mình không nghe, tại vì có luật Việt Nam mình nó quy định là tiện giao thông thì không được sử dụng bất kỳ một loại thiết bị âm thanh nào cả, từ thứ nhất đó là máy trợ tính thôi. Anh em lưu ý điều này nha. Mình sẽ để cái mic ở đây để cho anh em nghe thử cái âm thanh của nó nha. Nó đang ở mức độ là 100% nghe này. Bây giờ mình sẽ thử một số thao tác ha. Chi tiết về thao tác điều khiển cảm ứng thì mình sẽ để ở cái bảng bên đây cho anh em thấy. Tạm dừng. Tăng giảm âm lượng thì anh em có thể vuốt tới hoặc là vuốt lui ha. Anh em vuốt về sau thì nó sẽ giảm lượng, vuốt tới thì nó sẽ tăng. Để nhận cuộc gọi thì anh em sẽ nhấn đất 2 lần vào phần cảm ứng ha. Alo. Tóm lại chiếc mắt kính này thì theo mình thì nó sẽ phù hợp với những anh em đeo đi bộ, đeo chạy bộ để có thể vừa chạy vừa đi bộ vừa nghe nhạc, nghe podcast hay sách nói gì đó mà nó vẫn có thể nghe được những âm thanh bên ngoài khi mình di chuyển ngoài đường. Hoặc là đối với những anh em mà không thích đeo tai nghe trong thời gian dài sẽ gây ù tai thì em này nó sẽ khá là ok. Chứ để thay thế những chiếc tai nghe True Wireless để nghe nhạc hay là chơi game thì về chất lượng âm thanh nó sẽ không bằng được nha. Anh em nào thấy chiếc mắt kính này phù hợp với những trường hợp sử dụng nào thì có thể comment cho mình biết ha. Và cuối cùng cảm ơn anh em đã xem đến giây phút này của clip. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like và subscribe để lấy thêm động lực ha. Tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau.